một chiếc laptop hot nhất thị trường hiện nay không thể không nhắc đến. Hôm nay Thái Long Computer sẽ giới thiệu các bạn mẫu laptop nên sở hữu cho mình để làm việc, thiết kế ngoại hình siêu đẹp mà sang trọng. Dell Inspiron 7420x14.2 inch 1 có tông màu chung là màu bạc, cũng giống như các model mẫu trước đó. Ở trọng tâm của máy là logo thương hiệu hình tròn Dell bóng loáng, tạo cho dòng Inspiron điểm nhấn và sang trọng. Inspiron 7422x1 có lề 360 độ được cải tiến. Phần màn hình có tỷ lệ là 16:10, đây là tỷ lệ của các dòng laptop cao cấp hơn, và Dell Inspiron 7420 cũng đã được trang bị. Thiết kế: phần màn hình 14 inch Full HD 1920x1200 60Hz, cảm ứng WVA, True Life, có tỷ lệ là 16:10, đây là tỷ lệ màn hình được trang bị cho dòng laptop cao cấp. Phần viền màn hình nhỏ hẹp, phần mặt phím và phần để tay. Phần bàn phím có bố cục khá đẹp, các nút vuông bo tròn đẹp mắt, độ phản hồi tốt. Phần để tay có thêm vật liệu mala tràn cạnh trải dài trên phần để tay và bàn di chuột, nhìn như 3D in nổi. Phần kết nối: máy có trang bị 2 USB Type-C với Power Delivery và Video, một cổng USB 3.2, một cổng tai nghe kết hợp tai nghe và micro, một cổng HDMI 1.4. Vì đây là laptop giá rẻ nên hãng đã không trang bị tính năng Thunderbolt cho máy. Inspiron 7422x1 được Dell trang bị CPU thế hệ 12 mới nhất 2022. Hiện tại cũng có rất nhiều reviewer đánh giá hiệu năng của dòng CPU thế hệ 12 này, với CPU là Alder Lake Core i5-1235U kết hợp cùng RAM DDR4-bit 3200MHz và SSD PCIe. Với thông số trên, với hiệu năng cơ bản như văn phòng, thoải mái sử dụng, với hiệu năng sử dụng thêm thiết kế 2D máy vẫn hoạt động trơn tru. Còn 3D thì cơ bản vì không phải là máy chuyên dụng, nên cũng không có bài phân tích sâu về hiệu năng cho 3D. Tổng quan đánh giá: Dell Inspiron 7422 inch 1, hiệu suất năng suất tốt, bàn phím và bàn di chuột sang trọng, sắp xếp hợp lý ngoại hình đẹp, xoay lật 360 độ, màn hình cảm ứng đa điểm. Đến đây các bạn hãy lựa chọn cho mình một chiếc laptop hợp lý với bạn. Có thể ghé shop Thái Long Computer chuyên cung cấp laptop để được nhân viên tư vấn chi tiết, online liên hệ qua hotline 0979879379 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã xem và không quên like có chia sẻ bài viết của kênh YouTube Thái Long Computer nhé.